Trần Vi Mỹ đã giao cho Vũ một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng, và Vũ nghĩ là rất ít người có thể chịu được cái áp lực này, tại vì cái này đòi hỏi luyện tập cơ thể rất là nhiều. Diệu Vũ sẽ trở thành một diễn viên múa. Đây là một vai trò rất là quan trọng và cũng rất là đặc biệt đối với Diệu Vũ. Ballet là đòi hỏi thật là dẻo, phải dơ chân, nói chung là rất là cực khổ, thì Vũ chưa bao giờ thử về loại dance này, cho nên là gần như là một cực hình vậy. Đây là một bài múa mở màn cho live show của chị Lệ Quyên. Đây là bài múa mà Hưng cảm thấy rất là hứng thú. Đây là tình yêu, một tình yêu phản bội, tức là Vũ sẽ đóng vai một kẻ đông răng, một anh chàng đông răng thích cô này rồi lại thích cô khác. Hôm nay là buổi thứ ba rồi nhưng mà Vũ vẫn cảm thấy rất là mệt mỏi. Nói chung bây giờ chỉ cần đi lại thôi nó cũng là một điều khó khăn cho Vũ. Dương Triệu Vũ là một người rất là chịu khó và luôn luôn cố gắng đạt được những cái gì mà biên đạo đòi hỏi để hoàn thành tốt một cái bài múa thật hay, thật xuất sắc. Ôi giời ơi, live show gì mà làm cho tôi bầm từ trên xuống dưới là sao? Mỗi lần em chỉ lo hát thôi chứ đâu có múa, mà múa ballet rồi mới ghê đó. Có biết sao không? Bởi vì á, có múa dùng cho chị đó. Thật sự mà nói là chị rất là cảm ơn Vũ, vì Vũ cũng rất là nhiệt tình, và Vũ chỉ biết là mùa này thì ai cũng rất là bận rộn, rồi lại còn không chỉ diễn ở Việt Nam, ở nước ngoài. Bản thân chị thì chỉ vì còn chương trình live show thì chị hoãn tất cả buổi biểu diễn vậy thôi. Nhưng mà Vũ đã dành thời gian cho chị rất nhiều. Nhưng mà chị cũng tin là chương trình này và tiết mục này của Vũ sẽ rất đặc biệt. Hy vọng là trong cái live show của Lệ Quyên, Vũ sẽ trình diễn thật tốt cái tiết mục của mình. We show, I'm ready. We show, I'm ready.